Cõi thật báo trang nghiêm gọi là Nhất chân Là đối với mười pháp giới mà nói Vì trong mười pháp giới là vô thường Tất cả hiện tượng đều sanh diệt Trong từng sát na Bồ Tát Di Lạc nói Một khẩy móng tay Có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm Ý niệm đó sanh diệt Vô thường Trong nhất chân pháp giới không có hiện tượng này Nhất chân Pháp giới là chân thường Diễn diễn không thay đổi Người ở trong đó không có sanh lão bệnh tử Cây cỏ hoa lá Không có sanh trụ dị diệt Sơ hạ đại địa không có thành trụ hoại không Thế nên gọi nó là nhất chân Pháp dự Nó không có biến hóa Người ở trong thế giới đó thọ mãn rất dài Trong kinh thường gọi là vô lượng thọ Các bậc tổ sư giải thích rằng Vô lượng thọ này là vô lượng của hữu lượng không phải chân vô lượng nhưng nói là chân vô lượng cũng có thể chấp nhận được vì sao vì từ vô lượng của hữu lượng nó trực tiếp thông đến vô lượng của vô lượng nó thông xuống ở giữa không có giới hạn nên nói vô lượng của vô lượng cũng đúng cũng không nói sai vì sao nói vô lượng của hữu lượng vì thời gian của nó Là ba đại A Tăng kỳ kỳ Hình thành ra sao Cõi thật báo này hình thành như thế nào Tập khí vô thỉ vô minh Vô thỉ vô minh thật sự đoạn tận không còn nữa Không khởi tâm không động niệm Tập khí vẫn còn Tập khí không dễ đoạn Không có cách nào đoạn tập khí chỉ cần không chú ý đến nó nữa Thời gian lâu tự nhiên nó sẽ không còn Cần bao nhiêu thời gian Ba đại A tăng kỳ kịp, kịp Thật sự không còn Tập khí không còn Đã đoạn sạch Cõi thật báo cũng không còn Cõi thật báo cũng không còn Trở thành gì Trở thành thường tịch quan tịnh độ Thường tịch quan hiện tiền Cho nên cõi thường tịch quan Và cõi thật báo là kết nối lại Hiện nay không hiện Chính là do tập khí Có tập khí nó sẽ hiện cõi thật báo Hiện cõi báo Không có tập khí cõi báo cũng không còn Điều này Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng minh bạch